viết đoạn văn 200 chữ bản về, khát vọng. Để sống một cuộc đời có ý nghĩa, con người không thể thiếu đi những khát vọng chân chính. Vậy khát vọng là gì? Nó đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của mỗi chúng ta? Khác với tham vọng, khát vọng chính là mong muốn hướng tới những điều lớn lao, tốt đẹp với sự thôi thúc mãnh liệt đến từ sâu thẳm trái tim con người. Nó đem đến một mục đích sống cao đẹp, trở thành động lực giúp ta vượt qua khó khăn trên đường đời. Đồng thời, nó cũng nâng ta lên khỏi những cái tầm thường, vươn tới cái cao cả, thuần khiết hơn, trở thành nền tảng quan trọng để có thể kiến tạo nên lợi ích cho gia đình và xã hội. Thử hỏi, cách đây hơn 100 năm, nếu người thanh niên Nguyễn Tất Thành không vì khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc mà đặt chân lên con tàu đô đốc đờ tác tơ G, biết đến bao giờ chúng ta mới được sống trong hòa bình như ngày hôm nay? Và nếu không có những con người dám ước mơ, dám thực hiện như chủ tịch tập đoàn Vingroup, có lẽ thương hiệu ô tô made in Việt Nam 100% sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực những người biết khát vọng vươn lên xứng đáng để mỗi chúng ta nêu gương và học tập tuy nhiên bên cạnh những con người biết khát vọng và hướng đến những điều tốt đẹp thì trong xã hội vẫn còn đâu đó những con người không biết vươn lên tự mãn với bản thân những người như vậy sẽ làm xã hội đi xuống họ đáng bị phê phán và lên án nói tóm lại tất cả chúng ta trong đó có tôi hãy xây dựng cho mình một khát vọng cao cả và nỗ lực hết sức để biến nó thành hiện thực bởi nếu cuộc đời này là bầu trời rộng lớn khát vọng chính là đôi cánh giúp ta có thể bay xa